nhạc kịch Hòn Hồng Phu của tác giả Giang Tỷ và Thi Vân do Tam Hợp Ca Âm Thư Thiên Nguyệt một lần nữa. Tôi nên xin tất cả quý vị cho Tam Hợp Ca Âm Thư một lời chúc mừng chàng ra tay thật nghe quý vị. Đây là một nhạc hoạt cảnh thôi ạ. Hoạt cảnh thôi. Và do qua hai tiếng hát của Thu Vân và Giang Tỷ nha. Với nhạc phẩm Hòn Hồng Phu nha. Nhưng mà các quý vị ơi, xin quý vị cho MC dễ thương một tràng vỗ tay thiệt là lớn à. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà em cũng là một bà mẹ rồi, chứ có chị ở đây rất là sáng giá thôi. Được thôi, Dân sẽ đứng chính lại. Dân đã có hai cô công chúa rất là lớn rồi à. Ok, dạ xin đứng lên. Thank you.
Dạ. Một lần nữa.